Chào mừng quý vị khán giả đang xem kênh YouTube Nhà báo Phan Đăng. Thưa quý vị, hôm nay thì tôi đang đứng ở đền của cụ Nguyễn Bình Khiêm, mà chúng ta đều biết gọi cụ là Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Sở dĩ dân gian và chúng ta hay gọi cụ là Trạng Trình bởi vì lúc mà sinh thời thì cụ làm đến chức là Trình Quốc Công ở thời nhà Mạc. Thưa quý vị, suy ngẫm về cụ Nguyễn Bình Khiêm thì có lẽ là mỗi người trong chúng ta đều có những suy ngẫm của riêng mình. Thế còn với chúng tôi thì chúng tôi suy ngẫm về một con người văn hóa sống trong một thời tao loạn của dân tộc. Chúng ta biết rằng là cuối thế kỷ 15, đầu thế kỷ 16 là một cái giai đoạn đầy biến thiên trong lịch sử phong kiến Trung cổ Việt Nam, với những cái cuộc va chạm triều đại của nhà Lê, nhà Mạc và chúa Trịnh sau đó nữa. Cụ Nguyễn Bình Khiêm sống trong một thời đại như vậy, và có một chi tiết mà chúng tôi rất là chú ý. Đó là đầu tiên thì những nhà nghiên cứu cho rằng là cụ chờ thời, cho nên là cụ đã bỏ qua một loạt những cái khoa thi thời Lê Sơ, cụ không ra ứng thí. Khi mà nhà Mạc thay nhà Lê Sơ thì nhà Mạc tổ chức những khoa thi đầu tiên, thì cảm giác rằng cụ Nguyễn Bình Khiêm cũng vẫn chờ thời. Cụ không bước vào cửa khổng sân trình vội, mặc dù cái giấc mơ làm quan, cái giấc mộng cửa khổng sân trình là một giấc mơ, là một giấc mộng của tất cả những trí thức cổ điển Việt Nam thời đó. Phải sau một vài khoa thi nhà Mạc, khi mà cụ gửi gắm, cụ nhìn nhận thấy thời đại có một sự biến chuyển nào đó tích cực, thì cụ mới ra ứng thí. Và năm ấy cụ đỗ trạng nguyên, và năm ấy cụ 44 tuổi. Như vậy cụ là một trong những vị trạng nguyên già nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chúng tôi đã suy nghĩ ngẫm rất nhiều về con số 44. 44 tuổi đỗ trạng nguyên, 44 tuổi bắt đầu làm quan, 44 tuổi dấn thân vào thời cuộc. Nếu như tuổi 20 chúng ta dấn thân vào thời cuộc, thì bên cạnh hoài bão, chúng ta cũng sẽ có những cái gì đó suy nghĩ, có thể lúc đó là chưa hẳn đã là chín chắn. Nhưng tuổi 44 là tích tụ của những suy nghĩ rất chín chắn. Và lúc đó có lẽ cụ cũng mơ một giấc mơ về một triều chính thái bình, về một thời đại thịnh trị. Nhưng mà cuộc đời thì không như những gì mà những bậc trí sĩ có thể nghĩ và có thể lường được hết. Đến thời khi mà Mạc Phúc Hải lên ngôi cầm quyền, thì cụ nhận ra là triều chính lúc đó có nhiều tao loạn. Cụ dâng một bản sớ để đề nghị phải xét xử những tên lộng thần và hại dân hại nước. Nhưng mà bản sớ đó thì không được nhà vua chấp thuận, cho nên cụ lại bỏ cái giấc mộng quan trường để về đây, nơi mà trước đây chúng ta gọi là An Bạch Vân, để mà mở trường dạy học. Và bây giờ thì ở nơi đây, An Bạch Vân ngày xưa, thì được dựng nên một ngôi đền thờ của cụ. Như vậy nhìn lại sự nghiệp của cụ Nguyễn Bình Khiêm, từ lúc mà cụ ẩn mình chờ thời, đến lúc mà cụ nhập thế ra làm quan, và đến giai đoạn cuối cùng thì cụ lại trở về với một mảnh vườn, với một ngôi trường, với những các cái đời sống điền dã. Có một nhà nghiên cứu đã nói một cái nhận xét mà tôi rất đồng cảm. Đó là cụ cũng bắt đầu với cửa khổng sân trình, sau đó cụ ghé qua cửa lão, và cuối cùng khi mà dựng An Bạch Vân dạy học ở đây thì cụ trở về cửa Phật. Cái hành trình của cụ là hành trình từ cửa khổng đến cửa lão và trở về cửa Phật. Và trong hành trình ba giai đoạn đó thì trong cụ chất chứa rất nhiều những ý nghĩ về thời cuộc, về con người. Có lẽ vì thế chăng mà sau này hậu thế nhìn về cụ còn nhìn cụ như một nhà triết học. Có một cái câu chuyện của cụ Nguyễn Bình Khiêm mà hậu thế suy nghĩ nhiều lắm. Đó là dẫu thời đại có tao loạn, dẫu các thế lực phong kiến có đấu đá, có tranh giành với nhau, thì thế lực nào, phe phái nào cuối cùng cũng đến xin ý kiến của cụ. Ví dụ như khi mà có câu chuyện rằng là chúa Trịnh muốn cướp ngôi của vua Lê để lên làm vua, thì cho người đến hỏi ý kiến của cụ Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Thì cụ nói rằng là vào chùa thờ Phật thì ăn oản. Ý nói rằng chúa Trịnh hãy cứ thờ vua Lê đi, hãy cứ dựng vua Lê đi, đừng cướp ngôi vội, để giữ cái lòng người thì cuối cùng còn tồn tại được. Và nghe theo lời khuyên đó thì chúa Trịnh luôn luôn giữ ngôi cho nhà Lê, tất nhiên giữ một cách biểu tượng thôi, còn chúa Trịnh thì có thực quyền. Hay là khi Nguyễn Hoàng mà thấy rằng là người anh của mình bị chúa Trịnh giết chết, và một lúc nào đó rất có thể sẽ đến lượt mình, thì Nguyễn Hoàng muốn tìm một cái mảnh đất mới
để mà tìm một cái nơi nương tựa, thì cũng cho người đến gặp cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Và chúng ta biết rằng lúc đó cụ nói một câu sấm bây giờ nổi tiếng lắm: Hoành Sơn nhất đái vạn đại dung thân, hãy tìm nơi ở đàng trong kia để dung thân. Và nhờ câu sấm đó thì chúa Nguyễn Hoàng tiến vào vùng Thuận Quảng, và nhờ đó tạo ra một lịch sử chúa Nguyễn ở đàng trong. Và nhờ đó thì một dải nước non cuối cùng mở rộng về phía nam, biên cương không ngừng được mở rộng cùng thời gian. Hay là khi nhà Mạc bị nhà Lê đánh lại, thì lúc đó cụ Trạng Trình cũng khuyên nhà Mạc rằng là có thể lên đóng đô dựng nghiệp ở mảnh đất Cao Bằng. Và nhờ đó thì nhà Mạc tồn tại thêm được khoảng 80 năm nữa. Có rất nhiều những bình luận về câu chuyện là cụ đã nhắn nhủ, đã cố vấn cho ba tập đoàn phong kiến đó. Không biết rằng là ẩn sau cái câu chuyện là có màu tâm linh nào không, thì nó có một màu thế sự. Đó là hình như cụ chủ động cố vấn để ba tập đoàn phong kiến ở ba chỗ khác nhau. Nơi thì ở thành Thăng Long, nơi thì lên Cao Bằng, và nơi thì vào đàng trong. Và như thế thì không tạo ra một cuộc nổi da sáo thịt. Và như thế thì ba cái tập đoàn phong kiến đó ở ba vị trí khác nhau, và sẽ tạo ra một cái thời đại yên ổn một cách nhất định nào đó chăng? Và nếu đúng cái lập luận này là đúng, thì rõ ràng là cụ luôn luôn đau đáu một cái suy nghĩ về một xã hội không đầu rơi máu chảy, một cái xã hội bình ổn, một cái xã hội phải nói rằng là con người không đánh chém lẫn nhau. Thưa quý vị, cuộc đời trí thức của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm có những nốt thăng, có những nốt trầm. Và sau tất cả những thăng trầm đó, thì trong cụ tồn tại một cái ý niệm triết học mà hậu thế chúng ta bây giờ mỗi lần tắm mình vào những các cái ý niệm triết học đó, đôi khi chúng ta tìm được cái lẽ sống cho chính mình, cho con người hiện đại của mình ngày hôm nay. Ví dụ như cụ đã luận về sự dại khôn: ta dại, ta về nơi vắng vẻ, người khôn người chọn trốn lao sao. Vậy thì thế nào là dại, thế nào là khôn đây? Không dễ để mà đoán biết. Cho nên trong một bài thơ khác ấy, thì cụ có nói rằng là khôn mà hiểm ác là khôn dại, dại ấy hiền lành lại dại khôn, chớ cậy là khôn khinh kẻ dại, gặp thời người dại hóa niên khôn. Cái dại và cái khôn đôi khi còn bị quyết định và được tác động bởi một chữ thời. Nhưng sau cái dại, sau cái khôn, sau cái thời, những trí thức tầm vóc, những nhà văn hóa tầm vóc thì cuối cùng luôn đau đáu một nỗi niềm cho dân tộc, cho nước non, cho quốc gia đại sự. Thì ở cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm có cái còn lại sau cùng đó. Cho nên khi mà cụ hơn 90 tuổi, cụ nằm xuống, thì triều đình nhà Mạc luôn luôn tưởng nhớ đến cụ, hậu thế luôn luôn tưởng nhớ đến cụ. Và hôm nay khi mà ở đền thờ của cụ, chúng tôi chiêm nghiệm lại về những giá trị cụ để lại cho hậu thế, chính chúng tôi cũng nhận thức được những bài học để mà chúng tôi có thể nương tựa vào đó và tìm một cách sống tĩnh nhất, êm ấm nhất và thuận chiều nhất cho mỗi một chúng ta trong cuộc đời này. Phải nói rằng là đứng ở đây thì chúng tôi cảm giác là một cái dòng năng lượng rất là yên bình, rất là tích cực đang ùa vào lòng chúng tôi. Một nơi tĩnh vắng, một nơi yên ắng, một nơi mà chúng ta có thể ngẫm ngợi về những giá trị của tiền nhân trong lịch sử, những giá trị của tiền nhân trong cuộc đời. Và mỗi một lần như thế này thì những bài học mà tiền nhân để lại lại trỗi lên trong lòng chúng tôi rất là sâu nặng. Có một vài những các cái tâm sự, những cảm xúc hoàn toàn cá nhân như vậy xin chia sẻ với những khán giả của kênh YouTube Nhà báo Phan Đăng. Chúng tôi cảm ơn mọi người luôn luôn quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Và trước khi chia tay, chúng tôi xin đọc lại để chúng ta cùng suy ngẫm: ta dại, ta về nơi vắng vẻ, người khôn, người chọn trốn lao sao. Xin chào và cảm ơn quý vị.